Hiện nay các bệnh lý liên quan đến mắt thì ngày càng gia tăng, để làm giảm đi chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong suốt thời gian qua, công nghệ và y học đã có những bước tiến vượt bậc trong việc nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến mắt. Và ngày hôm nay, hội thảo khoa học cập nhật mới trong công tác khám và điều trị mắt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Martin Anh Phương Châu tổ chức là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ đồng bằng sông Cửu Long cập nhật những tiến bộ này. Gần 200 đại biểu tham gia đã được các chuyên gia đầu ngành về mắt cập nhật phác đồ mới điều trị phù quang điểm đái tháo đường, cập nhật chẩn đoán bệnh lý võng mạc xanh non cũng như các phương pháp mới trong điều trị viêm loét giác mạc nhiễm trùng. Tại hội thảo, các đại biểu còn cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với các chuyên gia đầu ngành nhằm tăng cường thêm kiến thức tay nghề, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới, tiên tiến vào công tác chẩn đoán, điều trị có hiệu quả. Dịp này, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu cũng đã ra mắt Trung tâm Mắt Kỹ thuật Cao, Mắt Tinh Anh Phương Châu với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp triển khai các dịch vụ từ thăm khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị, phẫu thuật các bệnh lý phức tạp về mắt, phục vụ tất cả các đối tượng trẻ em và người lớn tại đồng bằng sông Cửu Long.